Đây là cây cherry Brazil ở bên vườn hải đăng ấy. Hiện tại cây cao tầm độ hơn 2 mét, đang rất là nhiều quả các bạn nhé. Đây, sai quả. Các bạn hoàn toàn yên tâm là trồng ở Việt Nam là được thưởng thức ấy. Đây, rất là nhiều quả. Cherry Brazil. Ở ngoài cây cherry Brazil trưởng thành thì vườn còn rất là nhiều những cây khác. Đó. Khế này, khế chua, khế ngọt này. Đã hoa quả nhé. Đây là cây vú sữa hoàng kim này. Cao tầm 2 mét rồi.